Thưa quý vị, một trong những nỗ lực của chính quyền thành phố Đà Nẵng nhằm tạo thuận lợi cho người dân du khách trong giao dịch không cần sử dụng tiền mặt là đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán trực tuyến quét mã QR, sử dụng ví điện tử tại nhiều tuyến phố du lịch. Hệ thống chợ đã mang lại rất nhiều thuận tiện cho người dân và du khách, ghi nhận của phóng viên thời sự. Không chỉ ở trung tâm thành phố mà mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không tiền mặt đã được Đà Nẵng triển khai về các chợ vùng nông thôn. Thời gian gần đây, hầu hết tiểu thương kinh doanh tại chợ Túy Loan và người dân đã quen với hình thức thanh toán bằng mã QR code như thế này. Chợ có hơn 500 hộ kinh doanh thì hiện đã có hơn 300 hộ có tài khoản QR code. Với nhiều tiện ích từ việc thanh toán không tiền mặt, mô hình chợ 4.0 này được nhiều tiểu thương và người dân hưởng ứng tích cực. Về các cách phương thức chuyển khoản là rất thuận tiện cho việc mua bán. Nhiều cái đơn hàng là vài 300.000, các khi cũng được 1 triệu. Tôi thấy là rất là khỏe. Ở đây mà có mấy cái mỏ thì tôi cũng đi mua đồ dùng cho học tập cho con. Thì thấy cũng thuận tiện, khi mà quét thẻ qua, chuyển tiền qua thì nhanh gọn, không thối, không đồ là cũng thuận tiện cho tôi. Phát triển mạnh trong giai đoạn dịch COVID-19, do yêu cầu giữ khoảng cách, đến nay thanh toán không tiền mặt, thanh toán qua QR code qua thẻ đã trở nên phổ biến hơn, theo Ngân hàng Nhà nước. Trong giai đoạn 2021-2022, giao dịch không tiền mặt tăng 86%, giá trị giao dịch tăng hơn 30%. Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm nay, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua kênh điện thoại di động đều tăng hơn 60%, riêng thanh toán qua QR code tăng hơn 120%. Hiện nay đó, thì kết quả là có 75% các ngân hàng thương mại trên địa bàn Đà Nẵng đã tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng. Thì cái quá trình chuyển đổi số này nó mang lại nhiều cái lợi ích thiết thực. Bản thân ngân hàng thương mại đó thì người ta đa dạng hóa các cái nghiệp vụ, các cái dịch vụ. Về phía khách hàng đó thì được gia tăng cái phần trải nghiệm. Bởi vì trước đây chỉ có một cái giao dịch một kênh, nhưng mà chúng ta giao dịch tại quầy thôi. Thì hiện nay khi mà phát triển cái công nghệ số này thì các cái khách hàng có thể giao dịch thông qua cái điện thoại di động, thông qua các cái môi trường mạng khác thì nó tiện ích hơn rất là nhiều. Ngoài sự tiện lợi, Internet và điện thoại thông minh phát triển cũng là một phần nguyên nhân thúc đẩy hình thức sử dụng điện thoại thanh toán ở Việt Nam.